chào anh chị và các bạn đã đến với Lạ Đà Lạt và mình là Văn Ý. Mình đang đứng ở số 88 Lý Tự Trọng để giới thiệu cho các bạn một quán cà phê sân vườn cũng rất là chill, cũng rất là dễ thương và thiên nhiên. Đó là quán cà phê Stop and Go ở số 88 Lý Tự Trọng. Thì hôm nay buổi sáng mình đã đến uống cà phê rồi và mình tính sẽ sắp xếp một buổi sáng nào khác để đến, nhưng mà bất ngờ quá thì hôm nay quay luôn cho mọi người xem. Và đây là con đường Lý Tự Trọng, ngay ở đây thôi. Đây là khuôn viên của quán cà phê, nó nằm ở bên đường. Thì nổi bật của cái cung đường này, đường Lý Tự Trọng, các bạn đến thì các bạn sẽ thấy các tác phẩm. Ở đầu con đường sẽ là hãy đi thong thả như người Đà Lạt. Và đặc biệt hơn, hãy đi thong thả để các bạn có thể quan sát và chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật ở đây. Ví dụ đây là tác phẩm Cúp Bồ của nhiếp ảnh Thanh Tùng này. Nguyên con đường này giống như một con đường nghệ thuật vậy. Xíu nữa mình sẽ lên ngọn đồi ở phía trên để quay cho mọi người xem nhé. Ở phía trên đây cũng là khuôn viên của khu vườn của quán cà phê. Bây giờ là không gian chính của quán cà phê ngay đây thôi. Đó là Stop and Go, một không gian khá sân vườn ngay ở Lý Tự Trọng. Bên cạnh là dinh Tỉnh Trưởng, ở phía bên tay trái này là dinh Tỉnh Trưởng. Ấn tượng mà đến với Stop and Go ở đây là hai bên cây cối rất là xanh, rất là mướt, mình thích nhá. Là ở trong này không gian sân vườn người ta giữ lại được các cái cây thông, thậm chí là căn nhà của người ta xây gì đây này, người ta giữ lại hết tất cả các cây thông luôn, người ta không có chặt phá đi mà người ta xây hài hòa với nó. Ở đây có một cổng vào ở trong này để vào khu lưu trú và vào không gian quán cà phê sẽ ở đây. Mọi người sẽ ngồi ở hai bên đường như vậy này, ngồi bên đường những cái góc cà phê nhỏ như vậy để có thể trò chuyện, uống cà phê hay là ca hát. Một không gian buổi sáng cực kỳ thư giãn luôn. Đặc biệt ở bên này có những tác phẩm nghệ thuật được dựng lên, được treo, được chính chủ của quán cà phê này người ta làm. Đó, một không gian rất là chill ở bên này. Ở bên đường ở đây cũng vậy. Thì có những bức tranh rất là nghệ thuật ở đây luôn. Nhiều bức tranh về mai anh đào này, rồi ở đây có một số tác phẩm. Và một số tác phẩm theo mình tìm hiểu là một số tác phẩm này ấy, là đã xin phép tác giả rồi. Và có một số tác phẩm đạt những cái giải quốc tế về tranh ảnh luôn. Đó, thì bây giờ là không gian chính, đi vào đây nha. Ngồi hai bên buổi sáng ở đây thì tuyệt vời lắm. Có một số khán giả là Đà Lạt lên đây cũng hay rủ mình qua đây ngồi cà phê. Đi vào này. Đó, quán cà phê sân vườn này cũng rất là dễ thương. Đây, ở đây có quét mã cá nhân để báo cáo y tế. Số 88 Lý Tự Trọng, phường 2, Đà Lạt. Buổi tối nó cũng sẽ lung linh theo một cái cách riêng của nó. Cái quầy order ở đây khá dễ thương. Thì vào quầy order sẽ tính tiền luôn. Và đặc biệt á, nếu mà gọi cà phê và đồ uống sáng thì thường thường sẽ có một phần bắp và một phần khoai. Khá là thích. Mình thích cái chỗ này. Uống trà thanh nhẹ mà có một miếng bắp với một miếng khoai ăn khá là thơm và ngon. Cây cối nhiều lắm. Hình như ở đây là nồi, cái nồi bắp này. Cái nồi bắp và nồi khoai để cho khách mà order đồ uống á, thì sẽ kèm một phần. Không gian ở đây thì nó ấm. Tại vì các bàn nó không gian mở, một cái không gian rộng này. Mỗi bàn dễ thương, nó ấm, thân thiện, để nó mà em bồ câu em còn chui vào trong này chơi này. đây, bạn bồ câu này. Sáng giờ bạn này với một bạn đen nữa làm phiền mình nhiều lắm á. Đứng ngoài đường rồi chạy qua đòi ăn bắp. Nè, chào bạn bồ câu nha. Đó, đây bạn nâu chứ, bạn nâu bên này, đấy. Mấy bạn bồ câu ở đây thì rất là dễ thương và thân thiện luôn. Thì mọi người có thể thấy không gian bàn ở đây này là một không gian nó gần gũi. Mỗi bàn là một cái kiểu.
nó khó có thể nói lên được cái điểm chung, nhưng mỗi góc đều tạo ra được cái sự giản dị á, đầy sắc màu giản dị và có cái gì đó nó thân thuộc lắm, nó tự nhiên á, hài hòa giữa gỗ và cây cối, cây tươi. Tính ra là nếu như các bạn làm nhà á, cũng có thể tạo ra một cái không gian mở như vậy này, một không gian mở có chỗ ngồi thưởng thức trà, phòng khách, mọi thứ như vậy cũng được. Rất là nhiều cây cối ở đây. Mình thích là ở đây người ta dùng một cái tấm mica nhựa gì đấy làm cho cái trần, cái mái luôn luôn có ánh sáng xuyên qua. Và đặc biệt ở đây những cây thông cổ thụ lớn này người ta không có cưa bỏ đi, mà thay vì vậy người ta để vậy, người ta trồng thêm cây cối cho nó bám vào nữa. Đây thậm chí có mấy cái cây dây leo này. Đó. Còn phía dưới này là không gian của phòng nghỉ. Và có một không gian vườn ở phía dưới này nữa. Một không gian vườn ở phía dưới này nữa. Rất là đẹp. Không gian ở đây thì nhỏ thôi, nhưng tạo cảm giác nó ấm và nó giản dị mà nó chill kiểu gì á. Nó không có cố định một loại bàn ghế là ta hay như thế nào đấy, nhưng mà đây ví dụ cái bàn này thì là sẽ là bàn gỗ dài như vậy này. Đó, bàn gỗ dài như vậy với những cái ghế đủ sắc màu, thì cái bàn bên này á sẽ là một cái bàn bằng kính. Đó, bằng cái thân gỗ kính. Có đục giữa luôn, phía dưới luôn. Đó. Rồi góc bên này mọi người có thể ngồi ở đây ngắm sang cái cung đường và các góc cà phê ở phía dưới. Một khoảng vườn rất là đẹp. Đây là khoảng vườn ở dưới sân. Thì mình thấy thì mọi người ít ngồi ở phía dưới này hơn. Ở phía dưới này thì dành cho cái homestay bên này, cái khách sạn ở bên này, Stop and Go Hotel bên này. Nếu như các bạn lên Đà Lạt thì cũng có thể đặt phòng ở đây luôn, rồi đi du lịch mọi thứ, rồi lâu lâu nên buổi sáng ra đây ngủ cà phê thì hết đát, chả cần phải đi đâu để chụp hình hay các thứ gì đó, chỉ cần ở đây thôi. Ở đây có một cây hương thảo mọi người đã làm và mọc rễ ra rồi này. Ô, mình không nghĩ là cái cây phương thảo này, cái cây này gọi là cây phương thảo hay cái gì ta, cái gì nhỉ, quên mất. Cây này rất là thơm và nó ra rễ luôn nè. Đó, rồi ở đây có một cái bàn rất là dài và hai cái ghế rất là dài, cái bàn rất là cao lên luôn. Một không gian nhỏ thôi, nhưng mà nó thực sự nó rất là thích. Còn ở đây là trong quầy pha chế, rất gọn gàng và sạch sẽ. Mình đến đây cũng khá nhiều lần và mình đang chờ đợi một cái ngày thực sự nó đẹp trời, nó nắng lung linh rồi mọi thứ mình sẽ quay. Nhưng mà hôm nay có đi với một người bạn, một vài người bạn, thế là thôi xách máy quay luôn quay cho mọi người luôn. Ở phía trên trang trí những cái lồng đèn. Nay mẹ em bồ câu này nãy giờ cứ đi theo này. Mẹ em bồ câu này khá thân thiện, xíu nữa mà có bắp á, thì dụ sẽ đi theo luôn. Nhìn vậy nhưng mà nó sẽ không có muỗi. Không có muỗi tại vì không gian ở đây á, nhiều cây cối nhưng mà nó sạch sẽ. Nó không có cái sự ẩm thấp cho nên nó sẽ không có mấy con muỗi nó bám. Còn bên này là phòng nghỉ. Ở bên này. Ở đây là quầy lễ tân cho khách sạn này. Ở mình đi quay quán cà phê mà chuyển qua bên khách sạn luôn. Không gian bên này thì dành cho khách ở bên khách sạn, người ta có thể ngồi ở đây luôn, ăn sáng, uống cà phê, rồi là nướng BBQ ở đây. Wow, chắc hôm sau mình phải xin vào đây mình review cái khách sạn này quá. Nè, cây cối mọc này, ấn tượng là hai cái cây thông hai bên. Mà ở đây không phải mỗi hai cây thông đâu, mà rất là nhiều cây thông ở đây. Rất nhiều luôn, rất nhiều các cây thông ở đây rồi nè. Mọi người có thể thấy, rất nhiều các cây thông ở đây luôn.
Đó, những không gian rất là ấm. Stop and go. Mình không biết là ở đây giá phòng như thế nào, tại vì mình chưa kịp hỏi giá phòng. Bất chợt mình cầm máy lên mình quay thôi, tại vì chỗ này nó thích thú. Ở Đà Lạt cũng hiếm có thể tìm thấy một quán cà phê vừa là quán cà phê vừa là khách sạn mà nó có cái độ trung hòa với thiên nhiên như vậy. Thì để tìm được những cái khách sạn và cái như vậy, cái homestay kiểu vậy thì phải đi xa ra. Nhưng ở đây thì ngay trung tâm thành phố thôi, ngay số 88 Lý Tự Trọng này thôi. Đó. Góc cà phê dễ thương. Thì ở đây không chỉ mỗi cái khu vực này, còn có một khu vực villa ở phía trên đồi nữa. Bây giờ mình sẽ đi lên, mình đi lên khu vực villa trên đồi. Đây hai cái bạn bồ câu này nãy giờ là đi xin ăn này. Giờ hai bạn này đang đi chạy này. Có thể còn thêm hai bạn nữa. Nhưng mà chạy đi đâu mất tiêu rồi á. Ê bạn đâu? Bay rồi. Đi lùa. Này chơi với nào. Đi chơi không? Nó chạy. Ngay khúc cua này luôn, ngay khúc cua đường Lý Tự Trọng. Cho nên ngồi uống cà phê ở phía ngoài này khá là thú vị. Có thể ngắm được luôn cả hoa dã quỳ này. Bây giờ mình sẽ đi lên cái quả đồi ở phía trên. Một không gian cà phê và khách sạn nó được bao phủ bởi cây cối. Phía trên là dinh tỉnh trường. Như video mình quay cho mọi người xem dinh tỉnh trường thì ở phía trên này. Bây giờ mình sẽ đi lên nhé. Ngày xưa ở đây mình ấn tượng là ngày xưa ở đây mình biết là vì ở đây có triển lãm tranh của các nhiếp ảnh gia ở Đà Lạt á, giống như là bác Lý Hoàng Long này, đó, một trong những nhiếp ảnh gia, hay là Mike Phước Khùng này, đó. Đây rất là nhiều các nhiếp ảnh gia ở đây, rồi nhiếp ảnh gia Văn Thương này, Bảo Hòa này, Trung Dũng này, Thanh Tùng này, Huy Trung này, đều là những nhiếp ảnh gia thực sự rất là nổi tiếng. Và trong giới nhiếp ảnh đấy, mình sẽ không biết, nhưng mà những người mà thực sự họ tạo nên những câu chuyện, những cảm xúc trong từng bức hình. Đây là một tác phẩm của anh Văn Thương này, của nhiếp ảnh gia Văn Thương này. Nếu như có một cái tâm hồn nghệ thuật một chút xíu, đấy là cái không gian stop and go này. Đúng như cái tên của nó, dừng lại và đi. Nhưng mà cái dòng suy ngẫm của bạn sẽ được thổi hồn vào, sẽ được truyền cảm hứng, sẽ được ngỡ ngàng tận hưởng những tác phẩm, sự hòa quyện của thiên nhiên với những tác phẩm ở đây, cũng như là cái không gian ở đây. Một không gian này, mọi người thấy không? Rất là xanh, rất là mát, rất là im mát luôn. Đây là tác giả Trần Bảo Hòa này, với một bức hình về biển, các bạn chim yến đang đi vào các cái lưới cá để ăn ké cá. Không gian bên này mình sẽ lên với mọi người nha. Ở đây cũng rất là nhiều tác phẩm thực sự rất là đẹp. Đây là một tác phẩm về cầu Long Biên này, liên quan đến Hà Nội này. Một tác phẩm của anh Huy Tùng này, một góc nhìn từ trên cao rất là đẹp này. Cái này chắc ở miền Tây sông nước chăng. Thực sự lên đây tuyệt vời ha, cái quả đồi này thích thật á. Thì bên cạnh nó là cái dinh tỉnh trưởng. Và cái căn này, cái cung đường cà phê và homestay này, hotel này nó ôm trọn bên hông. Chị và cô đang quét dọn. Đó. Nó tươm tất hơn.
sạch sẽ hơn một chút xíu. Ở trên này cũng là quán cà phê, quầy cà phê để mọi người có thể ngồi trên này. Thì trên này đang sửa sang lại, nhưng thực sự ngồi trên này cũng rất là tuyệt vời nhé. Xung quanh là các cái cây thông đại cổ thụ, cây thông đại cổ thụ luôn rất là to và nó đang review á. Trong khi đó này, những cái cây thông giàn thông này là ở phía trên là dinh tỉnh tưởng này, là người ta muốn phá hết và để dựng lên một cái tòa nhà hai, để nâng cái tòa nhà dinh tỉnh tưởng lên 28 mét. Thì mình không biết, nhưng mà cái không gian ở đây làm cho mình thực sự thích thú, tại vì nó không phá bỏ đi cây thông mà nó đang hòa quyện vào này. Thì có không gian ở đây thì đang được sửa sang nha mọi người, cho nên nó sẽ chưa được thực sự tươm tất, nhưng mà không gian sân vườn này là cũng đủ cho mình cảm thấy thoải mái rồi. Mọi người có thể thấy hoa này, hoa điểm xuyết hoa này, kể cả hoa dã quỳ mọc dại bên đường, bên rừng, hay là những bông hoa ở đây, những quầy ở đây, mọi đường đi ở đây thì đang được xây dựng. Mọi người có thể thấy dần dần thì chỗ này nó sẽ đẹp khi mà xây dựng xong, chắc chắn rồi. Thì trên này hy vọng là trong cũng sẽ đang gấp rút xây dựng để tháng 12, tháng 1 sắp tới đây, khi mà khách du lịch lên đông á, thì sẽ có chỗ để khách du lịch có thể thì ngồi uống cà phê và tham quan, uống cà phê. Cái góc này quá chill đi. Đó, bên này có một căn nhà cũng rất là lạ đang được xây dựng này, dễ thương quá. Cái này chắc làm homestay luôn hả, làm cái căn để ở luôn thì tuyệt vời này. Thì trên này thì đang xây dựng, ở phía trên này là giáp lưng với nó là dinh tỉnh trưởng này. Đó. Còn với dưới góc ở bên đây này, mọi người có thể thấy này, dưới góc bên đây là Stop and Go này. Đó, mọi người thấy không? Tất cả mọi cây thông, cây cối vậy, nhưng mà cái Stop and Go đó đang hòa quyện vào cái rừng thông. Rất hiếm có thể tìm thấy ở thành phố, ở Đà Lạt mà trung tâm thành phố mà vẫn còn thông. Nhưng mà cái đồi tỉnh trưởng này á, đặc biệt là cái đồi tỉnh trưởng này thì còn. Nhưng mà nếu mà người ta quyết định muốn phá bỏ nó thì thực sự là một điều khá tuyệt vời, khá thực sự là khá buồn. Nhưng mà ở chỗ này này rất là tuyệt vời, khi mà người ta còn giữ lại được cây cối thông, thậm chí người ta còn trồng thêm cây cối nữa nhá, điều tuyệt vời luôn á, rất là thích. Đây còn cây hồng này, cây hồng ở đây thì nặng chịu trái, cây hồng ở trên này đó, hoa dã quỳ thì mọc tự nhiên ở vậy. Đây là cái ngọn đồi mà mọi người cũng thể uống cà phê ở đây, nhưng mà trên này thì đang sửa sang lại một chút xíu. Trên này đang sửa sang lại thì hy vọng trong thời gian tới thì trên này sẽ đón khách. Nhưng mà quán cà phê Stop and Go, đúng như cái tên của nó, dừng lại và tiếp tục đi. Mình không biết là ý tưởng của nó đến từ cái tên như thế nào, nhưng mà mình nhìn những bức tranh nghệ thuật dựng ở đây, cái không gian hài hòa ở đây, thì mình cảm nhận giống như người ta muốn, ok, hãy đến đây, dừng lại và hãy cảm nhận vẻ đẹp xung quanh nó, hãy cảm nhận mọi thứ, ok, và hãy đi tiếp và hãy giữ cho mình một cái gì đó, một dòng suy tưởng nào đó về cái đẹp, về nghệ thuật chẳng hạn. Và chúng ta sẽ tiếp tục bước đi trong cái hành trình, trong cuộc sống của mình. Giống như đến đây tạo cho mình một niềm vui nho nhỏ, một cái sự cảm hứng nào đó, khá là thích. Cái tên có thể nó sẽ chứa được nhiều ý nghĩa hơn. Mình chưa có thời gian để tìm hiểu những cảm quan của mình về cái tên Stop and Go là như vậy. Dừng lại và tiếp tục đi. Dừng lại sẽ trải nghiệm và đi và lấy cho mình thêm động lực. Thì mình sẽ đi xuống quán cà phê này. Anh chị ở đây còn có một cái khách sạn ở đường cổng sau đại học á, mà bữa giờ đang bị cách ly rồi. Có hai bạn khách đang lên tham quan ở phía trên. Hai bạn này lúc nãy vừa đánh đàn ở đây. Đó, ngay góc cua này luôn, của đường Lý Tự Trọng. Thực sự đi chậm, đi xe qua đây
cũng có thể đi chậm để có thể chiêm ngưỡng những bức tranh ở đây. Những bức tranh ở đây, những con người có tâm hồn nghệ sĩ, nghệ thuật, người ta chụp lại những bức tranh, những bức hình không ở đâu xa. Đó là những cảnh ở Việt Nam, những cảnh mình tưởng chừng như lạ lẫm, nhưng mà nó rất là gần. Nhưng mà ở góc nhìn nghệ thuật thì nó trở nên nó đẹp. Đó, đây là bức tranh về cũng là cầu Long Biên luôn. Một góc của cầu Long Biên. Quán cà phê ở đây nhỏ nhưng đủ ấm, đủ nghệ thuật để các bạn có thể thấy được thư giãn. Chắc chắn rồi, ở đây thực sự nó thư giãn. Mình thấy các bạn trẻ cũng đến đây nhiều để có thể thư giãn và trò chuyện với bạn bè với nhau. Đi qua đấy, ngồi ngoài bên góc đường này, xem xe cộ đi qua đường cũng thú vị, trò chuyện với nhau quây quần. Hôm nay thì mình có bạn đi xa lên nên mình giới thiệu qua đây, thấy thoải mái. Và nơi đây cũng có thể quây quần được với gia đình, nó ấm, nó đủ rộng để có thể quây quần với gia đình. Đó là cái không gian lòng vòng ở trong khu vực Stop and Go. Một không gian giản dị, ấm, ngay giữa thành phố. Mọi người thấy chỗ này thế nào? Thực sự thì mình ấn tượng với nó là vì cả không gian cà phê lẫn không gian khách sạn cũng như cái quả đồi cà phê trên đó, người ta đều tôn trọng tự nhiên, giữ lại những các cây cổ thụ và trồng thêm cây xanh mọi thứ. Đó là điều Đà Lạt đang thiếu. Người ta đang thiếu đi cái sự tôn trọng tự nhiên, cây cối như vậy. Đà Lạt đang cần cái đó lắm. Cho nên thực sự nếu như các bạn đến Đà Lạt thì đừng quên ghé qua Stop and Go. Và đặc biệt nếu như anh chị nào có dự tính lưu trú chẳng hạn, cũng có thể liên hệ đến Stop and Go số 88 Lý Tự Trọng để xem còn phòng trống không này, đặt phòng, hỏi giá các kiểu nha. Thì video này mình không phải là một video quảng cáo gì hết, chỉ đơn giản là mình thích là mình cầm máy lên quay thôi. Ở đây có một cây ớt. Đầu tiên mình tưởng là ớt giả nhưng không phải. Không biết là ớt gì. Nhưng mà nó rất là nhiều trái và nhiều màu. Đỏ có, tím có, vàng có, xanh có. Đó. Hay ha. Rất là thích. Đó là đi lòng vòng quán Stop and Go nha. Cảm ơn tất cả anh chị và các bạn dành thời gian theo dõi. Hy vọng là cái video này một phần nào đó cho các bạn thêm một địa điểm để có thể lưu trú, để có thể đi uống cà phê, đặc biệt là có những giây phút thực sự thư giãn. Tại vì đến đây thực sự là thư giãn thật. Đắm chìm trong không gian nghệ thuật thì tất nhiên nó sẽ thư giãn. Và bye bye và hẹn gặp lại tất cả anh chị ở những video lần tới tại Lạc Đà Lạt. Bye bye.